Xin chào anh em, nay xin giới thiệu với anh em về Chimney Onkyo, model là tế tải đa 603, mặt phi nhôm màu vàng chanh, điện áp 100V, công suất là 450W. Trong này thì nó sẽ có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube, Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với thiết kế công suất loa 6 ohm của nó là được 155W, ấm cũng rất là khỏe nha. Và sẽ hỗ trợ chế độ là nghe nhạc bằng tất cả các loa khá là hay, chế độ là On Set Stereo. Trong này thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh equalizer 5 kênh tần số và chỉnh từng kênh riêng biệt nha. Chỉnh được bát chép đầy đủ luôn. Đây là nút tone nè, chỉnh bát nè, nút tone nè, thì chỉnh bát và chỉnh chép nha. Và bên trong chiếc này thì nó sẽ tích hợp bộ giải mã DAC 24 bit 192 kHz và có cổng Braille để làm giải mã DAC. Về kích thước của máy là chiều ngang 435mm và chiều cao 174mm. Chiều sâu của nó là 377mm và trọng lượng của nó là 11,8kg. Máy về đẹp trong bên góc cạnh nha. Kèm theo điều khiển từ xa Onkyo. Ngõ vào DVD là cổng quang, ngõ vào CD là cổng analog. Rồi bây giờ thì em sẽ test cổng DVD. CD analog. Trong này thì nó sẽ hỗ trợ trở kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm nha, trở kháng loa rất là rộng, không kén loa nha. Hai loa chính và hai loa surround. Loa surround back. Loa center. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đây là cổng Braille để làm giải mã DAC. Braille sub điện. Onkyo TXA 603 điện áp 100V công suất là 450W. Để điều chỉnh equalizer thì anh em nhấn vào nút setup nè. Turn lên nè. Equalizer số 5. Enter. Và tại đây ta có thể điều chỉnh được left, right, center và mũi tên xuống để chỉnh các dãy tầng nha. Rồi trên đây là video để test Chimney Onkyo TXA 603. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.